Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu bạn tham gia một trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 1.000 tóc cần có ký hiệu là Black Shiba nha các bạn. Black Shiba. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả dưới video của mình. Video đầu tiên các bạn like nè. Nhiệm vụ thứ hai các bạn follow và tweet nha các bạn, nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn follow các bạn, rồi bạn mới đáp lại. Các bạn tweet lên nè. Nhiệm vụ thứ ba các bạn xôn xào ai góp nữa nè. Nhiệm vụ này các bạn có thể lách bỏ, các bạn có thể không join nha các bạn. Nhưng để cho chính xác hơn các bạn xôn xào đi các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì các bạn comment dưới hashtag BC scan nha các bạn. Thì các bạn copy lấy cái địa chỉ ví của mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ví bên bị sở match trên bet20 trên chiếc chocolate của mình nha các bạn. Các bạn bình luận nữa các bạn. Rồi các bạn bấm trả lời các bạn, vậy là xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 1.000 tóc cần Blitzy Shiba đến đây kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.